nó không vô. Tàn. Hello chào cả nhà, hôm nay cũng khi hai cho mình đi đổ lúa để kiếm tép sáng cúng biển ở nhà. Mình cũng mong cả nhà theo dõi. Sáng hôm nay có cua ăn à? Ủng hộ cho clip mình. Bữa ba. Chưa hết mình cảm ơn cả nhà trước nha. Wow. Tép đất không. Rồi sống dữ. Là còn không á. Có sâu đổ nó vậy. Ở bên đây ba lọt ạ. Để nó bỏ qua. Đó. Rồi. Đầy luôn rồi. Ngậm ngậm cái điện, cái ngậm cái đèn pin này nói chuyện nghe ngậu ngọng. Vô luôn ác thiệt. Trời, con cái đèn pin này không cho cái đèn đổi đâu trời. Lỡ mua rồi, trời mua cái đầu cái đầu đèn nữa. Không có dễ hơn không? Mà tối. Ôi giời. Chạy. Nè. Hai đục. Nè. Đó. Chụp đất cả kia luôn trời. Cho cả nhà coi thành phẩm rồi cả nhà ơi. Đó. Thứ này thứ này 2 kg ba, được 2 kg á, có con cua nè. Con cua này chắc không được. Đây con cua nè. À, con cua này chắc giống như con cua cái so hay cua gạch gì á ba ơi. Chào cả nhà ơi. Chào cả nhà, mình đang sắp xếp cúng biển nha. Bữa nay làm phục vụ trên nhà mẹ cả nhà. Giờ sắp xếp cúng biển cả nhà. Rồi bà báo lên sắp xếp cả nhà. Đây là thịt. Đây là rau cải. Đây, gỏi đây. Tép đất luôn. Gỏi. Gỏi đủ đủ. Gỏi đủ đủ. Chờ nước miếng nữa hả? Sắc mỏng 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 ra cái sắc sợi hả? Mỏng sợi. Con mới tới rồi, con mới lại, mới lên. Bò báo cũng có trắng không biết ăn được không nữa. Trời ơi là cậu cái gì vậy? Lâu lâu nó làm phát. Rau nhiều nhiều vô là thấy nó bự không?
nhỏ quá, quá nhỏ. Thêm bún vô nữa bự à. Bự như rau nó không đủ. Ngủ cái gì thế? Ê, chết mộ, hồi nãy cái quên để dao à? Ừ. Lát cái quên để tép, lát cái quên để thịt. Ai ăn ngay hay là nhờ phải không? Chán chịu phải không? Tép vô hả? Mất lửa không? Điếm không? Bốn coi rồi, rồi mình để thịt nó. Cái em bự hơn cú chị rồi. Kệ đấy. Đo nữa không? Lấy thước đo. Thoải mái, cười sạch sạch thế. Cười dữ vậy. Cười tao có muốn giật mà. Cái này mà đi cuốn bánh tráng mướn biết nào chắc ta đuổi luôn quá. 5 phút được đi cuốn. Đi nãy nè, khang còn dọn xong á. Cái vậy kia tao đi. Khang nó tranh thủ nó ngày mai. À, bữa nay tổ quá. Nói cho nó mà, ngày mai đúng không? Nó về nghỉ gì trời? Chúng có cháu nghỉ gì vậy? Ừ, em rồi. Không đi mua bánh tráng thấy cái bà kia bà cuốn không? Một ngày bà cuốn một ngày mấy trăm cuốn á. Bán lời ngày 500-600 ngàn. Này đem ra cuốn ra bán cho người ta chắc đói thiệt luôn nữa. Không đủ tép rồi. Vũ nói chạy nhiều. Trời ơi, không đủ đâu. Cuốn 4 con, 10 con, 40 con, 20 cuốn, 80 con là hết rồi. Nó còn lại.
coi lắm. Chưa, mặc áo đỏ, đỏ tươi luôn, trên tươi mà đỏ tươi luôn. Tôi biết người bó, bó lại xấu đẹp nữa người á. Giao đâu? Không giao hay lửa cá. Tại vũ lấy ra nãy sợ á. Đo lấy thước rồi. Ai biết cái vũ á? Cái mở cái ấy ra cho ngõ la. Cái mẹ hai cuốn này. Rồi nhà cái mũi sao sống em chết. Sao đây à?